Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần được phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, năm 2017, Bộ Công Thương đưa ra ước tính tổng lượng cao su xuất khẩu cả năm đạt 1.395.000 tấn với trị giá 2 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, tăng 11,4% về lượng và tăng 36% về trị giá so với năm 2016. Giá cao su xuất khẩu trung bình năm 2017 ước đạt 1.628 đô la Mỹ một tấn, tăng 22,1% so với năm trước đó. Trước tiền đề này, thì các chuyên gia nhận định xuất khẩu cao su năm 2018 sẽ tăng trưởng bởi nhiều yếu tố thuận lợi vẫn còn kéo dài. Tuy nhiên, năm 2018, xuất khẩu ngành vàng trắng có thực sáng sủa như dự đoán? Câu trả lời này sẽ có trong 15 phút của chuyên đề xuất nhập khẩu cuối tuần này. Trước tiên, mời quý vị đến với thông tin được cho là điểm sáng của những tháng đầu năm 2018. Những tháng đầu năm 2018, xuất khẩu cao su tăng cả lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, những tháng đầu năm 2018, xuất khẩu cao su của Việt Nam ước đạt 238.000 tấn và 348 triệu đô la Mỹ. Các thị trường xuất khẩu lớn là Malaysia và Ấn Độ, bởi lượng cao su xuất sang hai thị trường này đều tăng mạnh, đạt trên 100%. Cụ thể, xuất sang Malaysia tăng 166,27% về lượng và 111,66% về giá trị, đạt 16 nghìn tấn, 16,1 triệu đô la Mỹ. Xuất sang Ấn Độ 10,8 nghìn tấn, đạt giá trị 16,6 triệu đô la Mỹ, tăng 470,44% về lượng và 468,54% so với giá trị cùng kỳ. Tiếp theo đó, xuất khẩu sang thị trường Anh và Thụy Điển tăng vượt trội, gấp hơn 10 lần về lượng và 8 lần về giá trị. Hai tháng đầu năm nay, lượng cao su xuất khẩu sang các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng, chiếm 89,2%. Thì theo dự báo, giá cao su là tương đương 2017. Như vậy chúng ta không chờ đợi giá nhiều, mà quan trọng là về tăng cường cái quản lý giá thành. Đây là yếu tố đầu tiên. Thứ hai là năm 2018 thì dự kiến chúng tôi sẽ đưa vào cái mở cạo thêm diện tích ở tại Lào, Campuchia cũng khá nhiều. Hay chính xác là tổng sản lượng cao su thiên nhiên của chúng tôi sẽ được tăng lên. Như vậy tăng cái doanh thu, và chắc chắn doanh thu tăng thì có lợi nhuận tăng. Theo người trong ngành, có được tín hiệu tích cực như vậy là do ba nước chiếm 70% lượng cao su thế giới là Thái Lan, Indonesia và Malaysia thực hiện cắt giảm 350.000 tấn cao su. Trong đó, Thái Lan giảm khoảng 230.000 tấn, Indonesia giảm 95.000 tấn và Malaysia giảm 20.000 tấn. Bên cạnh đó, Thái Lan cũng có những kế hoạch dài hơi cho sản xuất nội địa nên cũng dự trữ nguồn nguyên liệu đáng kể để đáp ứng cho các nhà máy sản xuất. Dự báo lượng xuất khẩu của Thái Lan sẽ giảm 5,2%, xuống khoảng 3,6 triệu tấn. Điều này đã dẫn đến giá xuất khẩu quay đầu tăng trở lại. Những tín hiệu đó đã tác động đến giá cao su xuất khẩu ở thời điểm hiện tại là 1.520 đô la Mỹ một tấn, tương đương 34,2 triệu đồng một tấn, cao hơn 6 triệu so với cùng kỳ. Ngoài ra, nước tiêu thụ lớn nhất là Trung Quốc đang có dấu hiệu tăng nhập khẩu cho sản xuất sau hơn một năm cắt giảm nhập khẩu do thị trường sản xuất ô tô bão hòa. Điều này cũng đã tác động đến giá cao su tăng. Giờ thì Trung Quốc vẫn là cái thị trường xuất khẩu lớn nhất, và trong vòng ít dăm năm nữa thì cái ngành cao su Trung Quốc vẫn là một cái ngành tiêu thụ cao su lớn nhất của thế giới. Thì chúng ta không thể nào hạ thấp cái vai trò của cao su Trung Quốc được. Và cái thị trường này thì họ tăng trưởng, tôi nghĩ rằng vẫn còn tăng trưởng tốt, đặc biệt về cao su kỹ thuật. Lốp xe thì họ có chậm lại một tí là bởi vì Mỹ đánh thuế và cái việc mà chuyển sang các cái nước như Việt Nam để đầu tư thì họ chứng lại, nhưng mà cao su kỹ thuật thì họ vẫn tăng lên. Ngành công nghiệp cao su tự nhiên của Trung Quốc phụ thuộc chủ yếu vào việc nhập khẩu. Như vậy, lượng nhập khẩu tăng cho thấy nhu cầu đối với mặt hàng này gần đây cũng gia tăng. Không chỉ những dấu hiệu tích cực nhờ động thái giảm nguồn cung từ các quốc gia đối thủ phát huy tác dụng, những nỗ lực của các doanh nghiệp cao su trong nước đã mang lại kết quả sau nhiều năm cố gắng, cũng đang góp phần tạo nên hy vọng cho ngành cao su trở lại trong năm 2018. Đó là các doanh nghiệp, các nhà máy sản xuất chế biến cao su, chế biến sâu, cao su thành phẩm, xăm lớp đã mở rộng được các thị trường xuất khẩu mới. Thị trường ngách như Anh, Thụy Điển ở hai tháng đầu năm 2018 đều ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc 10 lần về lượng và 8 lần về giá trị. Hiện nay cái giá cao lên khoảng gần hơn 20%. Theo thống kê là sơ bộ là như vậy. Sản lượng xuất khẩu của công ty chúng tôi giảm khoảng 10 đến 12%. Nhưng doanh số thì tăng. Ngoái chúng ta xuất khẩu được 1 tỷ 6 đô các cái sản phẩm cao su, thì năm nay thì con số này chắc chắn là khoảng được 1 tỷ 8 đến 1 tỷ 9.
sản lượng. Chẳng hạn như bởi vì năm vừa rồi thì một số các cái nhà máy lốp xe họ đã tăng được công suất. Chẳng hạn như những nhà máy như Casumina họ đầu tư những cái dây chuyền làm lốp radian, rồi những cái nhà máy cao su kỹ thuật thì họ mua những cái máy móc thiết bị mới, do đó cái chất lượng và sản lượng tăng lên thì dẫn đến cái việc mà chúng ta xuất khẩu được tăng lên. Cộng với nhu cầu tiêu thụ cao su thiên nhiên toàn cầu dự báo tăng 2,8% lên 13,327 triệu tấn trong năm nay, từ mức 12,946 triệu tấn hồi năm ngoái, các quốc gia thành viên Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên sẽ tiếp tục khuyến khích sử dụng cao su thiên nhiên nhằm đảm bảo cân đối cung cầu cũng như sự ổn định của ngành cao su thiên nhiên trong dài hạn. Nhiều chuyên gia nhận định ngành hàng cao su sẽ sáng cửa xuất khẩu trở lại trong năm 2018. Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cho thấy những điểm sáng xuất khẩu của ngành hàng được xem là vàng trắng này. Thế nhưng năm 2018 có thực sự khởi sắc cho ngành hàng này hay không? Bởi không ít khó khăn đang hiện hữu trước mắt từ thị trường nhập khẩu. Nội dung chi tiết mời quý vị cùng theo dõi phóng sự tiếp theo. Dù nhiều kết quả tích cực trong 2 tháng đầu năm 2018, tuy nhiên doanh nghiệp này lại không mấy lạc quan trước thông tin ngành vàng trắng sáng cửa xuất khẩu trở lại năm 2018. Bởi theo phân tích của đại diện doanh nghiệp, những khó khăn nội tại của ngành vẫn còn đó. Cụ thể, nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất còn phụ thuộc vào người nông dân, tiểu điền các doanh nghiệp buộc phải tìm nguồn nguyên liệu ngoại nhập với giá cao hơn. Ngược lại, người nông dân lại vất vả tìm nơi tiêu thụ. Một nghịch lý là xuất khẩu nhiều với giá trị thấp, nhưng doanh nghiệp phải nhập khẩu cao su phục vụ chế biến sâu với giá cao. Cụ thể, trong số cả triệu tấn mũ cao su một năm, nhưng lượng hàng dùng cho chế biến sản phẩm cao su công nghiệp ở Việt Nam chỉ chiếm khoảng 20% và phần còn lại là nhập khẩu với giá cao. Chính sự rời rạc này đã khiến ngành cao su chưa thực sự tận dụng được lợi thế nguồn nguyên liệu sân nhà để cạnh tranh. Đối với tôi, chúng tôi thách thức khó khăn nhất là cái vấn đề nguyên liệu đầu vào. Mà hiện nay, góc độ nhà máy đang ảnh hưởng cái nguyên liệu đầu vào phụ thuộc vào vườn cây của tiểu điền và của tư nhân. Bởi vì nhà nước, tập đoàn cao su thì có thể là họ quản lý vườn cây theo quy chuẩn. Nhưng mà bản thân mình nhà máy là phải mua nguyên liệu của rất nhiều tiểu điền, rất nhiều cá nhân, mình không quản lý được. Mà hiện nay đang thiếu chính sách, chiến lược, đang thiếu cái vấn đề đó. Cái yếu tố mà tác động lớn nhất là liên quan đến cái yếu tố của cái việc tăng giá nguyên liệu đầu vào. Nhưng có cả cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố phải có những cái điều chỉnh chính sách kinh doanh tùy theo từng doanh nghiệp để duy trì cái năng lực cạnh tranh với các nhà sản xuất khác ở trên thị trường. Ngoài ra, chương trình giải cứu cao su của ba nước Thái Lan, Indonesia, Malaysia cắt giảm 350.000 tấn cao su sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 3 năm 2018, thì diễn biến thị trường sẽ khó đoán định. Các chuyên gia dự báo có thể giá cao su sẽ giảm. Bởi theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Cao su Thiên nhiên, nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu dự kiến là đạt 13.784 triệu tấn trong năm 2018, tăng 4,5% so với kỷ lục 13.196 triệu tấn ghi nhận trong năm 2017, thì nguồn cung ứng mới này sẽ không phải là nhỏ. Do đó, giá cao su năm 2018 có khi sẽ giảm. Thật sự giá cao su sẽ rất khó đoán nếu năm 2018, nguồn cung cao su năm 2018 sẽ tăng như dự kiến, thì giá cao su sẽ giảm. Đây là một điều bất lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Chẳng những thế, Trung Quốc, thị trường nhập khẩu cao su lớn của Việt Nam đang thực hiện chính sách miễn giảm cho cao su Mitsu, một loại cao su hỗn hợp có mã số HS400280 và giữ nguyên mức thuế 20% cho các mặt hàng cao su thiên nhiên SVR10 và SVR20. Theo số liệu thống kê, trong năm 2017, tổng số lượng cao su Việt Nam xuất sang Trung Quốc là 788.000 tấn. Nhưng trong đó, cao su Mitsu đã chiếm đến 680.000 tấn, chiếm 86,2%. Đây là một điểm bất lợi. Dù là nước đứng thứ tư cung cấp nguyên liệu cho thị trường này, nhưng cao su Mitsu lại không phải là thế mạnh của các doanh nghiệp Việt Nam. Chính vì vậy, dù thị trường Trung Quốc mở cửa nhập khẩu trở lại và để có những đơn hàng lớn, thì các doanh nghiệp Việt vấp phải sự cạnh tranh không hề nhỏ từ các nước cùng xuất khẩu. Tuy ngành sản xuất các sản phẩm từ cao su phụ thuộc khá lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, thế nhưng chúng tôi lựa chọn những nguồn nguyên liệu cần thiết. Thì năm 2018 tiếp tục là gì? Hiện nay cái xu hướng của một số nước cũng là đang tập trung vào vấn đề là tăng cường các cái rào cản. Không những là vấn đề là rào cản đâu, mà kể cả dùng các cái biện pháp phi thuế quan để bảo hộ các hàng của các nước. Áp vào các cái nghị định thương mại thì lại là không phù hợp.
Do đó, theo phân tích của luồng ý kiến này, dù năm 2018 được nhận định là có nhiều thuận lợi cho cao su xuất khẩu, nhưng bên cạnh đó vẫn còn không ít những thách thức cho ngành hàng vàng trắng này. Chính vì vậy, để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% của ngành cao su trong năm 2018 không phải là chuyện dễ dàng. Thưa quý vị, đó là một cái nhìn tổng quan về những khó khăn thách thức trong năm 2018 của ngành vàng trắng. Vậy để xuất khẩu cao su năm 2018 thực sự trở lại như kỳ vọng thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải linh động để ứng phó, tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu song song với việc phát triển thị trường mới là chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ nội địa, giảm giá thành sản xuất nhưng vẫn phải bảo đảm lợi nhuận hợp lý bằng việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, quản lý hiệu quả. Mời quý vị đến với ghi nhận ngay sau đây. Đó là cái quản lý, chúng ta phải thay đổi với cái chủ trương về mặt quản lý, đó là quản lý giá thành và quản lý đầu tư. Cái thứ hai là phải khẳng định là các cái hoạt động chung của ngành cao su ngoài lĩnh vực về cao su thiên nhiên thì có thêm các thu nhập khác rất tốt, đó là từ gỗ, từ các khu công nghiệp và sản phẩm công nghiệp cao su. Với những cái nền tảng đã đầu tư của năm 2017 như vậy và kết quả như vậy thì chúng tôi rất tin là kế hoạch 2018 là chúng tôi sẽ hoàn thành tốt. 2018 này các đồng chí phải tổ chức đối thoại tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu và sản xuất tiêu thụ trong nước để lắng nghe doanh nghiệp. Một chính quyền đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ rất quan trọng trong đó Bộ Công Thương đi đầu cái việc này rất cần thiết. Bản thân tôi rất hoàn toàn đồng ý phải nâng cao cái chất lượng cao su lên để bây giờ bản thân tôi là dùng vốn đầu tư của mình là của cá nhân rồi đi vay của ngân hàng. Với so với các cái doanh nghiệp của nhà nước thì hiện nay là khách hàng mua đang có sự phân biệt hai cái đối tượng, cũng một sản phẩm cao su nhưng doanh nghiệp tư nhân họ quan niệm khác, rồi doanh nghiệp nhà nước họ quan niệm khác. Cho nên ý tôi cũng rất đồng ý với ủng hộ hoàn toàn với ngành cao su là tất cả phải đưa lên, nâng lên một cái tầm đánh giá chất lượng từng chủng loại của từng doanh nghiệp để khi đó không phân biệt cao su tư nhân, nhà máy của công ty tư nhân sản xuất hay của nhà nước sản xuất. Doanh nghiệp chúng tôi cũng đang cố gắng đi theo cái hướng đó. Thực tế thì nguyên liệu về cao su thô Việt Nam thì đã ứng được cho các cái doanh nghiệp nước ngoài. Nhưng mà cái sản phẩm cao su thì như tôi đã trình bày nãy nữa là thứ nhất là giá của mình chưa cạnh tranh. Thứ hai là chất lượng mình chưa ổn định. Do đó mình cũng chưa tham gia được những cái chuỗi cung ứng toàn cầu về cái ngành cao su. Do đó các nhà Việt Nam mình chưa có được những đơn hàng lớn về cao su kỹ thuật, do đó chúng ta chưa có phát triển mạnh được cái ngành cao su kỹ thuật. Hướng đến cái tự động hóa sản xuất của cả nhà máy và điều đó thì nó sẽ giải quyết cái bài toán về năng suất lao động tốt hơn, về ổn định chất lượng, ổn định sản lượng tốt hơn. Khi mà đã sử dụng những cái máy móc thiết bị mà có tính tự động hóa cao và họ đòi hỏi phải có những cái kiến thức để cho cái chuyện điều chỉnh, cho cái chuyện sử dụng á, là cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề, một số những cái phân ngành khác á, thì lại sử dụng cái lao động bằng chân tay rất là nhiều, thì cái đó thì không đáng ngại ở cái chuyện là tìm lao động, nhưng mà đặc biệt khi tự động hóa, đặc biệt khi mà đầu tư địa hiện đại hóa thì cái lao động có tay nghề, lao động được đào tạo, lao động có trình độ thì nó đang là vấn đề của ngành. Chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần cũng xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.